Hello, xin chào quý cô chú anh chị khách hàng. Nhắc tới những cái sản phẩm nổi bật của nội thất Sơn Đông thì không thể nào không nhắc đến những cái bộ sofa hoàng gia nguyên khối gỗ gao đỏ hay là gỗ cẩm lai trị giá từ 500-600 triệu cho tới hơn mấy tỷ đồng. Các sản phẩm đẳng cấp này thì được rất là nhiều quý cô chú anh chị khách hàng ủng hộ từ miền Nam cho tới ra miền Bắc. Và ngày hôm nay thì em sẽ đi bàn giao một bộ sofa 8 món và một chiếc tủ tivi cho khách hàng anh Dương ở Vinhome Green Villa, đường Quang Tiến, Từ Liêm, Hà Nội. Anh khách này thì biết tới nội thất Sơn Đông qua những cái video trên kênh YouTube và anh ấy đã bỏ ra hơn nửa năm để tìm hiểu cũng như là liên hệ với những bạn nhân viên bán hàng của công ty. Sau khoảng thời gian rất là dài được tư vấn kỹ về chất liệu, giá trị cũng như là những cái thông số kỹ thuật thì ngày hôm nay các anh Dương đã chốt một đơn hàng trị giá gần 600 triệu đồng. Đơn hàng này thì bao gồm một bộ sofa hoàng gia gỗ gao đỏ nguyên khối 8 món và một chiếc tủ tivi Louis cổ điển gỗ gao đỏ. Với những cái sản phẩm nguyên khối đẳng cấp như thế này thì bên em nhận đặt hàng từ 4 cho tới là 5 tháng. Và đơn hàng này thì lúc mà anh Dương đặt hàng của bên em thì chỉ còn 1 tháng rưỡi nữa để mà giao hàng thôi. Nhưng mà rất là may mắn là ở dưới xưởng em cũng đang làm mọc sẵn một bộ, cho nên là vẫn kịp cái khoảng thời gian để mà giao hàng cho anh. Sản phẩm khi mà xong mọc sẽ được bên em gửi cho khách hàng xem và lựa màu sơn. Và khi đã sơn hoàn thiện thì bên em sẽ gửi cho khách duyệt một lần nữa, rồi sau đó mới quấn hàng và gửi ra ngoài Hà Nội. Anh khách này tâm sự với em là ở ngoài Hà Nội có rất là nhiều đơn vị người ta làm những cái hàng hoàng gia như thế này. Nhưng mà sau khi mà anh tìm hiểu cũng như là xem mẫu mã của bên em thì anh rất là thích những cái dáng ghế cũng như là những cái thông số độ dày quy cách nè. Anh cảm thấy là những cái sản phẩm này nó rất là đặc biệt và nó rất là có giá trị. Và điều mà anh quan tâm nhất đó chính là những cái đường nét đục chạm. Những cái sản phẩm bên nội thất Sơn Đông thì đa số là hàng hoàng gia được đục chạm dáng vóc rất là đẹp, rất là kênh bông và nhìn nó mềm mại, nó phù hợp với cái giá tiền mà anh bỏ ra. Và vừa rồi là những cái hình ảnh mà em quay ở cái khu vực xung quanh nhà của khách hàng. Tiếp theo thì sẽ là tới cái công đoạn là mình sẽ đem hàng vô cho khách. Những cái sản phẩm này thì được bên em là bọc rất là kỹ và những cái hàng nguyên khối thì cái khối lượng của nó rất là nặng, cho nên là mình phải có rất là nhiều người đi theo như thế này để mà mình có thể là đem hàng vô tới nơi cho khách. Và giây phút mà chúng ta mong chờ nhất cũng đã tới rồi mọi người ơi. Bộ bàn ghế đã được đặt rất là gọn gàng và phù hợp trong cái không gian nhà của khách hàng. Khi mà khách nhận hàng rồi thì em có điện thoại hỏi thăm khách. Thì khách nói là trước mắt rất là ưng ý những cái sản phẩm bên em cũng như là đội ngũ giao hàng rất là nhiệt tình và tận tâm. Và thay mặt nội thất Sơn Đông, xin cảm ơn anh Dương đã ủng hộ công ty em. Xin chúc gia đình của anh Dương có thật nhiều sức khỏe, làm ăn may mắn và thành công. Chúc quý gia đình sẽ có những cái trải nghiệm thật là tuyệt vời đối với những cái sản phẩm của chúng tôi.